rồi tình yêu một ngày kia chợt như ánh sáng siêu kỳ thắp lên lại niềm vui trong tôi thắp ước mơ. Cho ba uống nè. Sao con không ở trong nhà cho mát? Ra đây làm gì? Dạ con mà không ra thì làm sao ba có nước mát mà uống. Con gái của ba giỏi ghê á, biết lấy nước ra cho ba uống nữa. Con gái của ba mà. Ba ơi, ba để dành một miếng đất nhỏ cho con nha ba. Ừ, để chi vậy con? Dạ con muốn trồng hoa hồng vàng mà con yêu thích đó ba. Ừ, nhưng mà đất ở đây khô và nóng, ba sợ con không trồng được hoa hồng vàng đâu. Vậy là ba không biết rồi. Hoa hồng vàng á, nắng to thì nó sẽ càng nở đẹp. Ba thử hình dung xem, mỗi sớm mai á, khi nắng lên thì màu của nắng và màu của hoa nó quyện vào nhau. Đó là một khung cảnh tuyệt đẹp phải không ba? Cái con bé này, nghe con nói ba thấy nguyên một cái khu vườn hoa hồng vàng thiệt là to luôn á. Ba này, cứ chọc con hoài à. Ba nói thiệt đó. Nè, con gái của ba, ba nói nghe nè, mỗi lần ba đi làm xa không có nhà, con ráng phụ mẹ chăm sóc nhà cửa và chồng em nha con. Dạ, con biết rồi. Nhưng ba cố gắng là đừng có đi làm xa. Ba kiếm việc nào gần ở nhà mình, hoặc phụ mẹ phơi bánh tráng. Ba mấy đứa bạn của con á, toàn là làm ở nhà không à. Ừ, ba biết rồi. Để ba kiếm thêm một ít tiền, mở cửa hàng nhỏ cho mẹ con, rồi ba sẽ kiếm việc ở gần nhà làm. Ráng đợi ba chút thời gian nha con. Dạ con biết rồi. Thôi con vô phụ mẹ nấu cơm nha ba. Ừ, con vô đi. Dạ. Mình không thể cả đời làm cướp được. Nếu mọi người trong gia đình biết chuyện thì phải làm sao? Mình không thể nhìn mặt họ được. Nhưng nếu muốn thoát ra cũng không phải là dễ dàng.